Hello, Kỳ Kỳ đã quay trở lại và ngày hôm nay mình sẽ nói về một thành viên của New Face, nhưng mà không phải là New Face Trinity, cái máy mà nâng cơ có thể thay những cái đầu khác nhau, hoặc là New Face Mini, cái máy Kỳ Kỳ yêu thích nhất trong cái năm vừa rồi. Hôm nay mình sẽ nói về một thành viên của New Face mà Kỳ Kỳ đã quên lãng nó mấy tháng nay. Hôm nay Kỳ Kỳ vô tình dọn dẹp lại tủ, Kỳ mới thấy nó, cho nên Kỳ quyết định chia sẻ với các bạn, đó là New Face Fix. Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Kỳ Kỳ. Với kênh YouTube được nói đến nức lòng giới mộ điệu với gần 500 subscriber. Wow. Nếu mà ai chưa biết Kỳ Kỳ thì Kỳ Kỳ năm nay chuẩn bị bước qua tuổi 41 còn vài tháng nữa, cho nên Kỳ Kỳ rất là quan tâm tới những vấn đề gọi là lão hóa. Kỳ Kỳ là người luôn tìm hiểu những cái máy tập thể dục cho da, những cái máy để hỗ trợ cho cái quá trình lão hóa của Kỳ Kỳ nó trở nên chậm lại, hoặc là nó không lão hóa luôn thì càng tốt nữa. Nếu mà bạn nào đã lần đầu tiên đến thì có thể subscribe. Kỳ Kỳ cảm ơn rất nhiều. Kỳ rất là lười quay phim và edit và post lên, cho nên Kỳ sẽ keep my video really simple, rất là đơn giản. Ok, đây là New Face Fix, một sản phẩm của nhà New Face cũng dùng công nghệ microcurrents, là cái công nghệ mà đưa dòng điện vào da để tập thể dục cho cơ mặt, cũng đồng thời giúp tăng trưởng ATP là adenosine triphosphate, là một cái dạng năng lượng cho tế bào để nó sản sinh ra tế bào da tốt hơn, nhanh hơn. Từ đó da mình nó cũng trẻ trung hơn, khỏe mạnh hơn. Thì cái dòng này nó cũng có hai cái đầu bi giống như là New Face Mini và New Face Trinity, là cái loại mà mình có thể thay thế cái đầu á. Nhưng mà hai cái đầu bi này nó nhỏ hơn, thì nó cũng dùng cái công nghệ microcurrents, nhưng mà cái này thì nó khác, tại vì do cái đầu bi nó gần nhau hơn, cho nên cái bạn cứ tưởng tượng cái dòng điện khi nó gần nhau thì nó sẽ nông hơn. Còn cái New Face Mini ấy, nó to ra thì cái dòng điện nó sẽ đưa ra sâu hơn, thì nó sẽ đưa vào những cái cơ mặt của mình, nó có thể tập thể dục cái những cái nhóm cơ mặt của mình. Còn cái này thì họ sản xuất ra để hoạt động trên những cái nếp nhăn tĩnh. À, nếp nhăn có hai loại nếp nhăn, ok. Một là nếp nhăn động, có nghĩa là khi nào mình cười nó mới nhăn. Mặt Kỳ Kỳ là nếp nhăn động quá trời luôn á. Đây là nếp nhăn động, ok. Nếp nhăn tĩnh là khi mình không cười cũng có nó. Thì Kỳ Kỳ không có nhiều lắm, tại vì Kỳ Kỳ cũng biết chăm sóc da đó, cho nên khi mà không cười thì nó cũng không có nhiều lắm cái nếp nhăn tĩnh. Thì cái này nó sẽ hiệu quả xóa mờ những cái vết nhăn tĩnh đó, nhưng mà cạn thôi nha, sâu quá thì nó không có xóa được đâu. Và cái xóa này nó chỉ có hiệu quả trong vòng một vài tiếng thôi, cho nên cái này giống như là một cái quick fix, cho nên nó mới tên là fix gì đó, giống như là sửa chữa nhanh vậy. Thì Kỳ Kỳ sẽ xài thử cho các bạn thấy ha. Cái vùng mắt của Kỳ thường cái sản phẩm này họ khuyên sử dụng ở vùng mắt. Nhưng mà cái Kỳ thấy là mắt Kỳ Kỳ không có nhiều cái nếp nhăn tĩnh á, cho nên Kỳ sẽ sử dụng trên môi, và cái này Kỳ thấy rõ ràng. Ok, không, Kỳ không có nói nữa, Kỳ sẽ demo cho các bạn coi. Ok, đi kèm với máy sẽ là một cái serum fix của nó. Cái size của nó là bằng một nửa full size, thì một full size của nó là 15 ml, là bằng dung tích của một cái sản phẩm dưỡng mắt vậy đó. Thì mình có thể xài gel của New Face cũng được, hay tất cả các loại mà gel Kỳ Kỳ nói á, gốc nước, thì nó đều giúp cho đưa cái dòng điện microcurrent nó đưa vào da của mình, không nhất thiết phải mua cái serum mắc tiền này. Nhưng mà bây giờ Kỳ Kỳ demo bằng cái serum này cho các bạn coi luôn. Thì Kỳ sẽ lớp mỏng lên cái môi của mình. Trước tiên là coi cái môi, đây là môi của Kỳ Kỳ, ok. Nó có nếp nhăn, các bạn thấy không, nó nhăn dọc môi không có nhiều lắm, tại vì Kỳ Kỳ dưỡng môi rất thường xuyên, mỗi tối mỗi sáng lúc nào môi Kỳ Kỳ cũng có một cái lớp dưỡng trên đó hết trơn á. Nhưng mà tất nhiên 40 tuổi rồi, khi mà mình nói chuyện á, 40 năm nay nó co giãn rất nhiều, nó sẽ để lại những cái nếp nhăn môi tĩnh. Thì cái này khi Kỳ ơi, Kỳ ơi, nó ra rìa luôn. Ok, đây là môi trước khi sử dụng. Đây là New Face Fix. Nó cũng có hai đầu bi, và khi sử dụng thì cái này nó sẽ 3 phút
sử dụng một lần nó sẽ 3 phút và nó có kèm theo rung nữa. Thì cái rung này nó cũng có tác dụng đưa máu chạy lên môi và giúp cho môi mình nó có cảm giác nó hồng, nó nhuận nhuận màu hơn. Thì mở ra nha. Nó sẽ có châm chích nhẹ trên môi. Nhưng mà Kỳ thấy cái châm chích này nó sẽ giúp cho môi mình nó hồng hơn, nó tươi, nó nhuận hơn. Hãng Nu Face bảo là mình cứ xoay vòng tròn vậy nè. Ở trên mắt cũng vậy, ở trên mắt mình cứ xoa vòng tròn, vòng tròn mình đi như thế này 3 phút một bên. Thì trong cái serum này nó họ bảo là nó có chứa nhiều cái, nó là một cái loại cocktail của nhiều cái thành phần dưỡng khác nhau. Nhưng mà Kỳ nghĩ là thật ra chỉ cần cái một cái loại gel có nước là đã được rồi, không cần phải Kỳ cũng đã thử cái loại gel rồi đó, thì nó cũng đưa ra cái kết quả như nhau đối với Kỳ thôi nha. Còn đấy các bạn thì Kỳ không biết, các bạn có thể đang có mua về có thể thử. Nó bắt đầu hơi khô rồi. Thì sẽ thêm một miếng gel nữa. Nói 3 phút chứ được cũng lâu ghê ha các bạn. Kỳ nghĩ cái này rất là tuyệt vời cho những ai có những cái nếp nhăn khi mà những người lớn tuổi hơn á, hoặc là có những người có tiền sử hút thuốc. Còn Kỳ hồi xưa có hút thuốc nha, Kỳ bỏ được hơn năm rồi. Thì họ sẽ có những cái nếp nhăn ở trên môi nè, Kỳ nghĩ nó sẽ rất là tuyệt vời luôn á. Kỳ có thấy cái những cái review các cô các chị có nói là nó giúp cho cái nếp nhăn đó trông mờ đi. Tất nhiên là nó chỉ tạm thời đấy. Đã hết. Đã hết 3 phút rồi. Còn dư nó dính ở ngoài. Kỳ sẽ bôi lên mắt. Đây, sau 3 phút sử dụng Nu Face Fix. Kỳ thấy là nó cái nếp nhăn nó nhìn như nó mờ đi đúng không? Thì không biết là có phải là không phải là không biết là nó bằng cái tác động như thế nào mà nó có vẻ nó giảm đi một phần nào đó, nhưng cái Kỳ thấy là nó giúp cho cái môi mình nó mỏng hơn. Môi của Kỳ là rất 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 mỏng luôn á. Nhưng mà sau khi xài cái này thì chắc là máu nó đưa lên môi của mình cho nên nhìn nó có vẻ nó đầy hơn. Ok, các bạn thấy sao? Các bạn thấy nó có thấy hiệu quả được trên môi của Kỳ không? Thì Kỳ đã thử trên mắt luôn rồi, tại vì trên mắt Kỳ không có nhiều nếp nhăn tĩnh lắm. Rất nhiều nếp nhăn động nhưng ít nếp nhăn tĩnh, tại vì Kỳ dưỡng mắt rất là thường xuyên. Thì Kỳ sẽ Kỳ Kỳ cái hiệu quả nó cũng như vậy, nó sẽ cho mình một cái cảm giác cái nếp nhăn nó mờ đi một cái phần nào đó trong một khoảng thời gian ngắn, một vài tiếng. Thì Kỳ cũng không có đếm chính xác bao nhiêu tiếng nữa. Đó, nhưng tại sao nó lại là một sản phẩm trông trở nên quên lãng của Kỳ, có nghĩa là Kỳ quên quên bẵng đi cái sự hiện diện của nó. Thứ nhất, vì Kỳ không có quan tâm lắm
không có quan tâm luôn á, đến nếp nhăn động có thể là chưa, đúng không? Vì chưa có nhiều cái nếp nhăn nếp nhăn tĩnh, vì chưa có nhiều cái nếp nhăn tĩnh đó. Có cái nào mà bôi lên mà cười lên nó không có nhăn như là Botox thì Kỳ rất là quan tâm, nhưng cái này thì Kỳ nó không quan tâm lắm, Kỳ quan tâm nâng cơ mặt hơn. Cái thứ hai, Kỳ đã coi review của nó trước khi Kỳ mua thì mọi người nói là nó rất là dễ nứt, và thiệt luôn á, cái này Kỳ xài có được có vài lần thôi nhưng mà Kỳ đã phát hiện là nó đã có một chút nứt ở đây. Có nghĩa nó không có nứt ra luôn, nó không có nứt, nó vỡ ra luôn, mình vẫn sử dụng được, nhưng mà nó là có đường nứt nhẹ, có nghĩa là cái thành phẩm của nó không có được chất lượng cho lắm, nó rất là nó nhựa cứng và nó dễ dễ nứt. Thì Kỳ không biết khi nào mà nứt đến nỗi hai cái viên bi nó bung ra giống như trong những cái review mà Kỳ coi á. Rồi đó thì cho nên khi Kỳ mua mua về á, cái này cũng mua có lúc mua cũng 3 triệu á, khi mua về rồi Kỳ sử dụng được có vài lần, Kỳ cũng thử bỏ vô túi, Kỳ nghĩ là mình sẽ bỏ vô vô trong 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 người của mình khi nào mình cần sử dụng quick fix, giống như là cái công dụng mà họ làm ra cái sản phẩm này, nhưng mà Kỳ bỏ vào mà chẳng bao giờ Kỳ xài hết trơn á, tại vì Kỳ không có nhiều cái nếp nhăn tĩnh, và môi thì Kỳ có dưỡng rồi, Kỳ cũng không có, nói chung nó cũng không phải là làm cho cái môi Kỳ nó Angelina Jolie gì hết, mà nó chỉ đầy lên, mà nó đầy lên một cái chút xíu, và Kỳ mới là cái người có thể nói được cái đó, tại vì Kỳ nhìn vào mặt Kỳ mỗi ngày, chứ nó không phải là làm cho cái môi mình nó giống như là filler hay là nó đầy, nó quyến rũ hơn, thì nó không phải như vậy. Cho nên đối với Kỳ cái này 3 triệu bỏ ra mà để chỉ là cái quick fix, để chỉ là cái sửa chữa nó không có phải là significant, không phải là nó rõ rệt quá, và nó chỉ có thời gian ngắn, thì Kỳ nghĩ là cái này nó là cái waste, một cái phí tiền của gì Kỳ. Cho nên chính vì vậy mà nó trong quên lãng của Kỳ luôn. Kỳ nói rất nhiều về New Face Mini. New Face Mini có 4 triệu trong khi cái này 3 triệu. Nói rất nhiều về New Face Mini mà Kỳ không nói cái này thì các bạn cũng biết rồi đó. Cho nên nếu mà bạn nào có ý định mua cái này để cho làm giảm nếp nhăn hay đó, thì Kỳ khuyên các bạn suy nghĩ kỹ lại, vì nó không đáng tiền, nó không có, nó còn, mình có còn rất là nhiều cách để có thể giảm nếp nhăn như là Botox như thế nào nọ đó, thì cái này nó quick fix thôi. Cho nên đối với Kỳ cái này là một cái sản phẩm của New Face, trả bù với cái New Face Mini thì quá tuyệt vời. Ok, đó là New Face Fix. Kỳ hy vọng là các bạn nếu mà có quan tâm tới New Face Fix thì cái video clip này sẽ hữu dụng cho bạn ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. See you next time. Bye.